Dạ xin mời. Dạ. Dạ con chào, chào cô. Chị, chào chị, chào em. Mẹ, sao không muốn sớm với con? Thôi sớm con có đi không? Lịch sự chút xíu đi. Dạ, mời chị ngồi. Long, con qua bên kia ngồi với Trúc đi. Lâu rồi cô không được nói chuyện với mẹ. Để cô ngồi nói chuyện với mẹ cho vui. Mời anh. Sao rồi, lần này về Việt Nam vui không? Dạ, vui lắm chị. Nhất là lần này về được gặp chị đây. Lâu quá không gặp cháu Long. Con á, ngày càng đẹp trai phong độ nghe. Nhìn giống ba y đúc luôn. Dạ, con cảm ơn gì. Nhìn đi, nhìn lại, thấy hai đứa tụi nó vẫn đẹp đôi chị ha. Hồi nhỏ thân nhau là vậy, mà tiếc là lớn lên tụi nó lại xa cách. Bởi ta nói khổ lắm. Con cái á, luôn làm cho cha mẹ thất vọng. Tự làm theo ý mình, rồi cuối cùng sao, đâu có được gì đâu. Không sao chị, tuổi trẻ đứa nào mà không bị sai lầm. Quan trọng là tương lai. Khi mà nghe thằng Long cưới vợ, con bé nó sốc lắm. Lẽ ra là phải về Việt Nam sớm rồi. Nhưng mà nó cứ chần chừ hoài, không muốn về. Nó không dám đối mặt với chuyện đó. Long à, tình cảm của con Trúc đối với con từ trước đến nay sao thì con cũng biết rồi đó. Còn chuyện của con với Dân, thôi bỏ qua đi. Bây giờ con cũng phải lo nghĩ cho tương lai của mình nữa chứ. Dạ, con cảm ơn dì. Nhưng mà... Đúng đó, tôi là phải cảm ơn Trúc với lại bà. Mà nhất là Trúc đó, nó không có chê thằng Long là tôi mừng lắm rồi. Bà nói đúng, mình phải nghĩ tới tương lai chứ. Dạ. Cô cảm ơn con nha. Với lại cô thấy bây giờ có con bên cạnh thằng Long, cô rất là yên tâm. Dạ, cảm ơn cô. Chị cũng biết rồi đó, vợ chồng tôi chỉ có một mình con Trúc thôi. Sau này tài sản hay là công ty cũng giao hết cho nó. Mà không có người bên cạnh phụ nó quán xuyến, tôi cũng lo lắm. Phải chi có cháu Long á thì tốt quá. Dạ con xin lỗi. Mẹ và chị đây hiểu lầm ý của con rồi. Mặc dù vợ chồng con lục đục thiệt, nhưng mà con sẽ không bao giờ bỏ Dân đâu. Con sẽ cố gắng thuyết phục Dân trở lại thôi. Vì vậy Trúc nè, chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau. Anh hy vọng là sẽ có người phù hợp, hết mực yêu thương em giống như là mẹ em mong muốn. Những gì cần nói con đã nói hết rồi. Con nghĩ con ở đây sẽ không vui. Con xin phép con về trước. Long đó, mày chờ chút xíu nha. Dạ dạ. Long